Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, đúng rồi, hạ nó. Thằng bé này, đứng lại, đứng lại. Ok, xong rồi, trong nhà đấy hả? Gạt ra nó. Thằng trong nhà đâu, đứng lại em ơi. Thằng trong nhà này, xong luôn. Thằng này có gì đây? Úi dồi, nó có cây MP40 mà Dũng lượm mất tiêu rồi. Nhường luôn. Thank you. Qua đây chúng ta có gì đây? Uầy, cũng là MP40 hả? Thế ông chơi khẩu gì vậy Dũng? Đạn hả? Đây vứt cho này. Chờ sức ăn quen hơn hả? À không còn máu được, chờ xíu. Phủ nốt túi máu đã xong tôi lên xe. Lỗi à? Được rồi ông ơi, chạy đi. Nãy lỡ không có được máu. Anh em thấy ai ở đây chưa? Đây, xin ạ. Đâu nhỉ? À, hai đứa. Tông thẳng vào luôn ông ơi. Hay lắm Dũng ạ. Cân hai luôn, good game. Úi dồi ôi, một pha tông xe đến từ vị trí của Dũng này. Quá đẳng cấp luôn. Pha cân hai luôn. Bét tổ lái luôn anh em ạ. Ok bạn ơi, chúng ta chuẩn bị lên đường. Tiếp tục săn mạng thôi mọi người ơi. Xuống dưới này xem có ai không nào. Chưa thấy ai cả này. Đây rồi thằng bé này. Ui dồi ôi. Tông hụt nên là nhảy xuống bắn nó luôn nhá. Doraemon đấy hả? Bắn nó hả? Clear chưa? Gát. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn anh em ơi. Tôi với Dũng bắn súng theo cái kiểu clear gắt nhờ. Tốc độ luôn anh em ơi. Nó có gì ngon không ông ơi? Với quả mìn đi. Không xài mìn. À có cái bán súng này, được. Đi thôi bạn ơi. Let's go nào bạn. Lái xe hơi sida xíu anh em thông cảm. Đây qua đây. Anh em thấy ai ở đây chưa? Mình chưa thấy ai cả nhá. Ủa? Người đâu ta? Không có anh em ơi. Tầm này xuống dưới tháp đồng hồ luôn. Đây rồi, mình nghĩ là chúng ta nên chạy qua UAV một xíu nhá. Xem có ai không. Không có Dũng ơi, đổi qua xe ngon này đi. Xe này chạy cho bốc anh em ạ. Xuống đây nào các bạn ơi. Xưởng hả? Xưởng có người hả? Chờ xíu ông ơi. Chỗ nào vậy? Ngay ở chỗ bãi bên ngoài. À đây. Ngay chỗ này ông ơi. Bên này. Bên này thôi. Khu này này. Hay lắm Dũng ạ, được. Ngon luôn nhỉ. Có dập thanh đi không? Nãy mình cũng lỡ được giảm thanh rồi. Dũng ơi, let's go. Để qua cái UAV coi. Tầm này là qua UAV anh em ơi, để săn bạn nào. Đây, giảm thanh mình trang bị rồi mà. UAV không có ai anh em ơi, quay lại đi. Quay lại để tháp đồng hồ đi.
Chưa thấy ai cả các bạn ơi. Rồi xong thế người đâu ta? Không có ai thật à? À, có đứa vượt tầm thính không ơi? Có đứa vượt tầm thính nhá, chạy qua luôn. Đâu rồi ta, để mình coi xem thế nào chứ. Bên phải, còn bên phải chứ. Bên phải hả? Thế có khi nó lên tròi không ạ? Chỗ nào, chỗ nào? Qua cầu này hả? Trên hay dưới? Đây à? Rẽ phải hả? Bên này à? Đây phải không? Đây rồi, thằng bé chạy này. Thằng bé chạy này, thằng bé chạy này. Đứng lại mày, đừng chạy. Chạy nổ không em? Đậu xanh này, chạy nổ không em ơi? Mày chạy à? Mày chạy à? Lậm thính xong chạy à? Cố ra nhá, chết. Thanh niên lậm thính này. Và cái kết xanh mộ. Ok được rồi bạn ơi, let's go nào. Đứa nào vậy? Đi bộ đi, khỏi để xe luôn nhá. Hay lắm Dũng, ngon. Chắc thằng bạn nó đây mà. Không bạn nó thì ai vào đây nữa? Mình có hai quả lựu choáng à, tôi kệ để đi. Thôi bạn ơi, mình xuống lấy xe nhá. Xuống lấy xe đi săn mạng tiếp nha. Chuẩn bị đây con nào mọi người. Ui, chúng nó hạ gục nhau nhanh quá nhở. Dũng ơi, lên xe. Lên nào, không xe tụt dốc ông ạ. Xe lên dốc cảm giác lì vãi trưởng. Thế nữa này. Không biết thế này có ai không ta. Mũ ba mới. À bạn đây có người, có người. Xây cho nó. Xe quân đội. Xe quân đội à? Ui dồi ôi. Xe quân đội à? Xe quân đội à? Lên bảng này em này. Xe quân đội này. Mỗi một đứa à? Tưởng gì chứ xe quân đội thì lên bảng đúng rồi nha em ơi. Let's go bạn ơi. Xuống lượm săn rồi nhá. Để tôi lấy cái súng điện. Nó có ô ra đấy bạn ơi, có ô ra đấy. Lên xe bạn ơi. Còn có 6 team nữa thôi à? Đơn giản thôi. Cùng mình kiếm top 1 nào các bạn ơi. Lên trên đi. Tầm này lên thẳng trên cổng trần luôn nhá. Một thính ở ngay phía trên này. Chắc là sẽ có người đấy, nghe mày lên thẳng luôn này. Làm sao người đâu. Này 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 này, trong nhà ông ơi, trong nhà ông ơi. Ở trong này. Xong cái rào này. Xong luôn, thằng bé xanh mộ. Mới lượm được cái 33, ngon thế nhở. Cuốn máu cái đã ông ơi. Thằng bé bắn cắt thờ. Ôi Dũng ơi, Dũng ơi. Xong xong, cẩn thận Dũng ơi. Tôi đang cuốn máu đã. Ok, ok. Ok, không bao nhiêu? Ở chỗ cáp treo ấy. Cáp treo hả? Chờ xíu. Ôi. Hạ rồi à? Hạ chưa, hạ chưa? Hạ rồi, hạ rồi, hạ. Ngon. Qua lậm sắt nó. Ôi, bên này có người này. Đã có người đây không này? Để coi nào. Có xe này. Ôi, nó xế tôi, nó xế tôi. Gắt phết, đừng đùa ông ơi. Xe nổ mũi. Đừng có đùa. Đừng có đùa này, thằng này.
Ui giời ơi, nó đang yếu rồi mày. Mấy team vậy? Mấy team bên cơ? Gắt. Gắt. Một đứa FVK, một đứa gốc cây 240. Mấy đẩy qua này. Đẩy qua, đẩy qua, đẩy qua. Thế đẩy qua không? Anh nhiều bom keo nhé, làm sao? Các chú muốn làm sao? Anh nhiều bom keo nhé, các chú muốn làm sao? Đứng qua lại. Đứng qua lại Dung ơi. Bên này này. Bên này này. Móc này. Thì cái này kia. Để lên luôn. Để xem tôi dựng bom keo cái đã. Làm sao đấy em ơi? Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Thằng bé này đứng lại. Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Bắn ai vậy? Ok này. Yes, ngon. Mấy thằng rơm rơm này. Tính gì hả ông? Có cần mình chơi bom keo cho không? Mình có 8 quả này. Mình có 5 quả. Ok ok, quần máu đã. Tầm này mình nghĩ là mình sẽ cần lượm thêm súng tiểu liên ấy. Đạn súng tiểu liên. Thằng này không có. Không sao ở đây à? Ở đây rồi. Thêm đạn súng tiểu liên này. Let's go. Vào trong bo thôi nghe em ơi. Đây đi, có treo đây. Còn 3 team nữa thôi nghe mày. Ngon. Bên dưới có người. Chỗ nào không ơi? Chưa thấy, chưa thấy nhà xanh lá hả? Hứa bao nhiêu? Xuống đi, xuống đi. Ở giữa. Nhà Doraemon, nhà Doraemon. Nó qua nhà Doraemon rồi à? Ok, ok luôn. Trên tầng hả? Ông nhà, ông nhà. Ông nhà này, cái đậu xanh này. Ui dồi ôi, lên bản đi mày. Gạt giòn luôn này, thằng bạn nó này, thằng bạn nó này. Đuổi qua không ơi? Tôi chặt đầu nó cho. Hạ chưa? Good game luôn. Tôi với ông đúng chơi gắt. Hôm nay là hành mấy đứa ở đây rồi. Được rồi anh em ơi. Anh em thấy đủ gắt chưa? Bây giờ còn lại có 2 team thôi nhá. Lắp nòng 3 đây bạn ơi. 2 team quất nòng 3 được rồi. Giáp mũ các kiểu xịn như thế này thì. Ôi một đứa đã bị hạ rồi cả. Vãi trưởng, thế còn lại có 3 thôi ông ơi. Còn lại 3 thằng nữa à? Hay lắm. Đi bạn ơi. Phía trên, phía trên. Lên trên đi. Trên tháp có 2 đứa. Ui. Vậy còn 2 đứa nha, 2 đứa trên tháp nha bạn ơi. Chạy hả mày? Ui dồi ôi, làm sao đấy mày? Làm sao đấy mày? Một đứa ở trong. Một đứa ở trong nữa này. Trong nữa này. Yes. Xong, top 1. Quậy thôi, đơn giản anh em ạ. Có gì khó đâu nhỉ. Ui dồi ôi, một mớ bom keo rồi này. Lựu chóa này. Lựu đạn rồi anh em ơi, xả hàng cả rồi nhá. Quá nhiều lựu đạn rồi này. Yes. Như vậy là, ui, mình đã lên được bạch kim 1 rồi nhá. Trang bị nhanh lên này. 9 kill top 1, mỗi đứa 9 kill gắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.